chào các bạn nha. Lại tiếp tục nữa, đây là chiếc xe quay A ha, quay pha năm 2022 các bạn ơi. Anh khách hàng này độ một bộ mắt cú à, mắt cú Audi ha. Đó, rất là đẹp luôn, và cái led gù luôn các bạn, led gù đổi màu luôn nè. Bộ led này shop mình bảo hành 3 năm nha. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Ở ngoài các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp nha, trong video thì nó quay nó cái màu sắc nó không có đúng với thực tế luôn các bạn. Đó. Rồi, đổi màu, mình đổi màu theo số nha. N1 là số 1 nha các bạn. Số 2 em. Ở ngoài rất là ngầu luôn, nó hợp với lại chiếc xe quay A này các bạn. Hay nhìn nó rất là hợp luôn. Nữa đi. Trời ơi, nhìn nó chất gì đâu. Rồi, nữa luôn em. Ok, xe nhanh rồi, nhanh chớp rồi luôn các bạn. Nha, chất màu vàng với màu led luôn. Đó, mở đèn lên, đó, ok. À, đây là cái gù này có logo tên mình luôn nè. Sonan 0346696686. Đó, khách này nè, đã Đồng Nai chạy xuống làm luôn. À, bạn nào làm xin liên hệ shop mình, địa chỉ là 235C đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha. Số điện thoại là 0346669686 ha. Đó, số điện thoại này mình có kết nối Zalo, các bạn cứ inbox Zalo đi để mình tiện tư vấn cho các bạn hơn ha. Đó, ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem hết cái video của mình nha. Tất dù rất là sáng rồi. Rồi, đổi màu đi. Chiếc xe này đặc biệt là nó không có công tắc mở đèn luôn các bạn. Bạn nào thích làm tắt mở đèn mình bên mình làm luôn. Đó, đây là mở đèn dummy nè, tắt nè, mở nè các bạn. Rồi, ok. Rồi, lắp cho anh cái kiến nữa. Kiến Elix màu xanh luôn. Đơn giản mà đẹp, xe mới độ nhẹ nhẹ thôi mà nó đẹp liền các bạn ơi. Yeah. Độ nhẹ thôi đó, mà nhìn nó ngầu liền, nó chất liền ha. Rồi, ok.